Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trên tay em ngày hôm nay đang cầm để gửi tới anh em một sản phẩm, đó chính là công tắc tổng lên xuống kính của Toyota Corolla đời 1993 đến 1998. Đây là sản phẩm hàng mới, bao xài lắp lên ok anh em nhé, bao test lắp lên ok luôn. Đây chính là cái bộ công tắc tổng của nó này, lên này, mở kính này, khóa kính này, auto tức là tự động này, và công tắc của ba cửa phía ba bên này. Đó. Cái sản phẩm bao bọc được phía bên ngoài là bởi nhựa cao cấp ABS. Vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua tới anh em cái sản phẩm, đó chính là cái cụm công tắc tổng lên xuống kính của Toyota Corolla. Cảm ơn anh em đã cùng bớt chút thời gian xem video của em. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.